Kính thưa chư đại đức tăng ni và quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng ta bắt đầu học bài kinh thứ hai mang tựa đề là kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Trong ca dao Việt Nam có câu: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Cái câu này là một cái câu đề cao về vai trò của chữ hiếu, dẫn đến đạo lý hiếu thảo trong đạo Phật nói chung và trong từng cái nền tảng văn hóa vốn yêu chuộng cái tình cảm và mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Về nội dung thì câu này không có gì trật, tức là thờ cha kính mẹ là một trong những cái cách thể hiện sự tu tập của mình. Nhưng vấn đề ở chỗ là nội dung của nó đó hơi cường điệu và đánh đồng chân tu bằng thờ cha kính mẹ. Trong khi đó chân tu là một cái nội dung bao hàm rất nhiều phương pháp tu tập, có nhiều cách thức khác nhau, và thờ cha kính mẹ chỉ là một trong những cách thức đó đối với người tại gia và người xuất gia. Và nếu cho rằng chỉ có thờ cha kính mẹ mới là chân tu thì tất cả các cách thức tu tập còn lại đều là sai lầm. Thứ nhất. Thứ hai, nội dung câu này cho rằng tu ở nhà mới là chân tu, còn tu ở rừng hay là tu ở chùa hay là tu ở chợ hay là tu ở những chỗ khác có thể là bán chân tu hay là phi chân tu. Thì trong trường hợp này rõ ràng nó trật. Mặc dầu giá trị của câu này đề cao chữ hiếu nhưng mà cương điệu quá mức, cho nên dễ dẫn đến tình trạng làm cho người ta hiểu lầm rằng tu theo quan niệm đạo Phật chỉ là thờ cha kính mẹ, còn vấn đề tôn trọng xã tắc, bảo vệ quê hương tổ quốc hay là dấn thân vào các hoạt động xã hội hay là làm các lĩnh vực thiện ích cho cuộc đời đều không phải là chân tu. Ở trong chuyện Ngụ Ngôn của Trung Hoa có kể một câu chuyện tạm gọi là nhiều ngã nên mắc dê, là một người sống bằng cái nghề chăn dê, tức là ở đợi. Buổi chiều về rất là buồn bã, báo với ông chủ rằng đã mắc một con dê ở trong đàn. Ông chủ không vui thì quở trách rằng anh này không có tinh thần trách nhiệm, cho nên để mất đi một con dê như vậy, do đó bị tổn thất về phương diện kinh tế, lấy sữa dê bán. Ông chủ mới hỏi là lý do tại sao mà con dê bị mất, thì người chăn dê mới trả lời rất là chân thành: thưa ông chủ, trên con đường mà từ cánh đồng mà con chăn về đến nhà, nó đi qua rất nhiều cái ngã rẽ khác nhau, và khi đi được một cái quãng hơn nửa đường, ngồi xuống nghỉ mệt, con đếm lại thì thấy mất một con, cho những người đồng chăn giữ con đi tìm, nhưng mà khi đi một quãng khác thì thấy có một cái ngã ba, con đành phải chọn một trong ba ngã thôi. Rồi đi theo một con ngã đã chọn, đến một quãng nữa thì thấy một cái ngã ba, thì con cũng phải chọn một ngã chứ không thể chọn ba ngã được, bởi vì không thể phân tăng làm ba. Và cứ như vậy đi tìm, rốt cuộc không thấy con dê đâu cả. Câu chuyện nói rằng là do vì quá nhiều ngã đường cho nên người chăn dê không thể tìm thấy được con dê đã bị thất lạc. Câu chuyện này ngụ ý rằng cái gì mà nó quá nhiều nó thường dẫn đến trường hợp là rắm rối và làm lệch hướng. Ví dụ như trong y học người ta thường có cái câu là đa sư hư bệnh. Một bệnh nhân mà đi quá nhiều thầy thuốc thì bệnh đó không hết mà còn nặng thêm, bởi vì uống thuốc đó chưa được thời gian bao nhiêu
rồi thấy những cái phản ứng lâm sàng tạm thời đó, nó không tốt cho sức khỏe, tưởng rằng cái thuốc này bác sĩ này không giỏi, thuốc không hay, cho nên tìm đến bác sĩ khác. Và cứ như vậy mà chúng ta thay đổi quá nhiều bác sĩ, hoặc là trị liệu nhiều bác sĩ, nhiều y sĩ trong một lúc, hiệu quả trị liệu không có. Hoặc là cái câu trong dân gian nói hơi kỳ kỳ chút xíu: nhiều sải không ai đóng cửa chùa, chùa nào mà nhiều tăng ni quá, dẫn tới tình trạng là sanh nạnh, cho nên cái công việc chung ít ai quan tâm. Chứ đại khái là những cái câu nói đó, đó cho thấy rằng cái gì mà nó nhiều thì nó tạo ra sự rắm rối và làm cho người ta phân vân không biết là nên chọn cái nào và không chọn cái nào. Nhưng mà trong cái phương pháp tu tập, độc nhất trở nên nguy hiểm. Thế là nó ngược lại, càng phong phú, càng đa dạng mới đáp ứng được nhiều căn cơ, nhiều đối tượng khác nhau. Và do đó trong nhà Phật có một khái niệm, đó là 84.000 pháp môn. Đây là một con số mang tính cách là biểu tượng chứ không phải là số thực. Đọc hết các kinh điển, chúng ta sẽ không bao giờ thấy có đến 1.000 pháp môn khác nhau, huống hồ là 84.000. Chỉ cho số nhiều, hay nói cách khác là có con đường tu tập có nhiều cách thức để giúp cho chúng ta hành trì có hiệu quả. Và do đó, đứng từ phương pháp tu tập này, chúng ta không nên phê bình, chỉ trích những phương pháp tu tập khác khi mà mình chưa nắm rõ được bản chất, công dụng cũng như giá trị của nó. Tức là đánh giá hời hợt, vội vã sẽ dẫn đến sự hối hận về sau này. Cho nên trong nhà Phật có rất nhiều pháp môn để tu, và các pháp môn đó được kinh điển Đại Thừa khẳng định đó là vốn ngang bằng với nhau. Không có pháp môn nào là cao, cũng không có pháp môn nào là thấp, là các pháp môn đều bình đẳng. Vấn đề ở chỗ là khi chúng ta sử dụng đúng pháp môn phù hợp với lại cái căn tính của mình, thì pháp môn đó được xem là pháp môn số 1. Còn ngược lại thì pháp môn đó được xem là pháp môn không thích ứng, chứ chúng ta không dám nói là pháp môn số 2 hay là số 3, số 4. Thích ứng thì có hiệu quả, không thích ứng kết quả chẳng như không có mà còn mang lại phản tác dụng. Có nhiều người không thể nào đi xe taxi được, nhất là có máy lạnh, trong vòng vài ba phút là họ có thể bị ói hoặc là choáng váng vân vân. Mà có người thì không thể đi xe Honda được, có người thì thích đi xe đạp, có người thì không thể nào đi máy bay được, nhưng mà có người thích đi bằng tàu hỏa, có người lại thích đi bằng tàu ở trên biển hay là trên sông. Tùy theo cái căn tính mà cái pháp môn ứng dụng đó, nó thích hợp hay là không, cho nên giá trị của đó nó bị lệ thuộc vào từng đối tượng cụ thể. Cho nên trong tu tập, tất cả chúng ta cần phải có một thái độ rộng mở. Để chi? Để mình có thể hiểu được, cảm thông được tại sao bạn đạo của mình chọn theo con đường này mà không chọn con đường kia và ngược lại. Và thái độ đó giúp cho mình không bao giờ tự hào rằng cái con đường mình đi là con đường độc tôn, còn con đường pháp môn, cách thức của những người khác là sai lầm. Là tránh thị phi ở trong pháp môn lựa chọn. Và từ đó chúng ta xa lìa được thái độ thứ ba, đó là đề cao ông thầy của mình. Chỉ có ông thầy của mình là số 1, còn ông thầy ở chùa này, chùa kia, hoặc là ông thầy của những người bạn của mình đó, không phải là số 1. Tinh thần, thái độ, tư tưởng, nhận thức như vậy, nó không phản ánh được bản chất của đạo Phật.
Cái nguyên tác của bài kinh này tên là Sattva-sava Sutta. Sattva nghĩa là tất cả, Sava lậu hoặc, Sutta là kinh. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu rất là sát nghĩa: kinh tất cả lậu hoặc. Chúng tôi sửa lại đó là kinh dạy về bảy cách tu, bởi vì bản kinh này không nói về tất cả các loại lậu hoặc khác nhau, mà dạy chúng ta về cái cách thức để trừ diệt tất cả các loại lậu hoặc, làm cho mình trở nên an lạc, hạnh phúc, an vui trong cuộc đời. Cho nên cái phương pháp tu hành là chủ đề chính của kinh này. Dĩ nhiên khi chúng ta tu tập thì đối tượng của sự tu tập đó là diệt trừ tất cả những gì nó thuộc về bất thiện, tất cả những gì nó thuộc về phản tiến hóa, tất cả những gì nó thuộc về trướng duyên trở ngại cho con đường tu tập và phát triển nói chung. Cho nên đối tượng chính của nó là lậu hoặc, và do đó cách tu là để diệt trừ tất cả các lậu hoặc. Ở trong tiếng Pali, lậu hoặc được gọi là asava. Từ này được dịch nghĩa rất là khác nhau trong tiếng Anh. Và trong tiếng Việt thì chúng ta sử dụng bằng cái từ chữ Hán, đó là lậu và hoặc. Lậu đó là sự rỉ rọt, rỉ chải. Còn hoặc tức là sự mê lầm của tâm. Cái khái niệm thứ hai hoặc không có trong nguyên tác, nhưng mà rất là hay. Đó là các tác giả, các dịch giả Trung Hoa đã dùng cái từ ghép rất là chuẩn xác. Bởi vì cái từ lậu là rỉ chải chỉ phản ánh được cái nghĩa đen của từ asava, nhưng là không phản ánh được nội dung tại sao chúng ta bị rỉ chải về phương diện đạo đức, tại sao chúng ta bị rơi rớt về phương diện nhận thức, tại sao chúng ta bị chìm đắm. Rỉ chải, rơi rớt, chìm đắm chỉ là cái nghĩa đen. Còn cái vấn đề quan trọng là bởi vì tâm chúng ta bị mê hoặc, hay là những thứ đó làm cho chúng ta bị mê hoặc, và do sự mê hoặc này mà mình bị rơi rớt ở trong sanh tử, chìm đắm ở trong luân hồi, hay là bị lẳng quẳng ở trong cái khổ đau. Cho nên mặc dầu không có trong nguyên tác, nhưng mà cái từ hoặc rất là hay. Về ý tưởng thì asava có thể dịch đó là sự bất tịnh, hay là sự mê lầm, hay là tất cả những cái sai suất của tâm làm cho chúng sinh hay là con người bị chìm đắm trong sanh tử, bị rơi rớt trong ba cõi sáu đường, hoặc là bị chìm đắm trong khổ đau. Lậu hoặc thì có ba loại chính yếu. Thứ nhất là dục lậu, có nghĩa là các khoái lạc giác quan là cái cơ sở làm cho chúng ta bị chìm đắm, hoặc là làm cho con người của mình trở nên thấp kém nếu như mình quá đặt nặng và xem nó là cái kết quả cuối cùng hay là hạnh phúc tối thượng trong cuộc đời. Có nghĩa là dục là một sự rỉ chải, hay dục chính là một cái sự mê hoặc tâm, hoặc cái nhục dục chính là một trong những cách thức làm cho con người trở nên phàm phu. Thứ hai là hữu lậu, có nghĩa là thái độ, động cơ mong cho mình được tiếp diễn, tái sinh ở đời sau, làm cho tâm của mình bị chìm đắm ở trong sanh tử và luân hồi. Tức là bất cứ người nào có nguyện vọng được tái sinh tiếp tục thì người đó được xem là đang bị rỉ chải ở trong cái dòng thác lũ của luân hồi. Cái thứ ba là vô minh lậu,
Vô minh được kinh điển Pali định nghĩa là thái độ nhận thức không phù hợp với nhân quả của bốn chân lý thánh mà lần trước chúng ta đã học sơ qua. Thế nhận thức nào đi lệch với nhân quả, đi lệch với vô ngã, đi lệch với sự vận hành vô thường của vũ trụ, vật lý và tâm lý, thì cái đó được gọi là thái độ và nhận thức vô minh. Và do đó vô minh lậu có nghĩa là vô minh chính là cái dòng thác lũ cuốn trôi con người ở trong sanh tử và luân hồi. Thỉnh thoảng có một số kinh không dùng vô minh lậu mà dùng đó là kiến lậu. Kiến đây viết tắt của từ tà kiến, nghĩa là nhận thức sai lầm. Và nhận thức sai lầm chính là tên gọi khác của vô minh, nghĩa là những nhận thức đánh giá vấn đề không dựa trên luật nhân quả mà dựa trên hên xui mai rủi, định mệnh hay là an bài, vân vân. Thì như vậy cái lòng tham muốn về các khoái lạc giác quan cũng như là sự tham muốn về trạng thái tiếp diễn về sanh tử trong luân hồi và cái trạng thái không sáng suốt về nhân quả chính là ba dòng thác, chính là ba cái dòng chảy rỉ rọt làm cho chúng sanh bị chìm đắm. Và đây chính là nền tảng của tất cả các khổ đau mà bài kinh này nhấn mạnh đến. Bảy phương pháp giúp cho chúng ta sử dụng đúng để hóa giải tất cả những cái dòng chảy hay là những sự rỉ rọt về đạo đức. Dục lậu về phương diện ứng dụng có thể đó là thái độ hưởng thụ các khoái lạc giác quan, tham đắm và hưởng thụ. Tức là người nào có thái độ tâm lý tham đắm và đặt nặng về vấn đề hưởng thụ trong làm việc, trong nhập thế và trong tất cả các sự dấn thân của mình, thì các việc làm đó đó nó sẽ làm cho mình bị trôi cuốn ở trong khổ đau. Còn cái biểu hiện nhẹ nhàng của hữu lậu á, ngoài việc mà mong mỏi tái sanh trong tương lai, thì những cái tâm lý và những cái ước muốn, ví dụ như là muốn mình có mặt tiếp tục ở trong một hoạt động nào đó và bản chất của hoạt động này là sai lầm, bất thiện, hoặc là muốn tái diễn một sự kiện ác, hay là muốn tái phạm một việc làm bất thiện, thì tất cả những cái đó được xem là những biểu hiện đơn giản của hữu lậu, nghĩa là trạng thái tâm lý muốn tái tục. Biểu hiện của trường hợp kiến lậu đó là thái độ không biết lắng nghe ý kiến của người khác, góp ý của người khác, xây dựng của người khác, và cho rằng quan điểm của mình là đúng, còn tất cả các quan điểm của người khác là sai lầm. Cho nên đây là ba cội nguồn làm cho con người trở nên rất là phàm phu. Đẩy kinh nêu ra tất cả là bảy cách tu. Thứ nhất là tu bằng tuệ tri, thứ hai là tu bằng phòng hộ, thứ ba là tu bằng thọ dụng, thứ tư là tu bằng lòng kham nhẫn chịu đựng, thứ năm là tu bằng cách tránh né, thứ sáu là tu bằng cách trừ diệt, và cuối cùng đó là tu bằng phát triển tâm. Và Đức Phật khẳng định rằng tùy theo căn tánh của từng người, các hành giả nên chọn cho mình một pháp tu thích hợp nhất. Và hiệu lực của sự tu nó nằm ở cách thức chúng ta lựa chọn pháp môn thích hợp. Và thông qua đó Đức Phật khẳng định nếu pháp môn lựa chọn là thích hợp thì hạnh phúc, an lạc chắc chắn rằng sẽ có mặt với chúng ta ngay bây giờ và ngay tại đây, chứ không cần đợi vào kiếp sau hay là ở một cái tương lai xa xôi. Tức là tu lúc nào chúng ta có an vui lúc đó, tu ở đâu chúng ta có an lành lúc đó, ở chỗ đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào nội dung của bài kinh.
Bài kinh này đề cập đến hai thái độ nhận thức được sử dụng bằng một cái thuật từ rất là mới, và có thể nói đây là một cái thuật từ sáng tạo của Đức Phật, đó là tác ý như lý và tác ý không như lý. Tác ý hiểu nôm na đó là dụng tâm, hay là khởi tâm, hay là cái động cơ của con người về một việc gì đó, về một sự kiện gì đó. Còn như lý có nghĩa là phù hợp với con đường của các bậc thánh, phù hợp với sự hướng thượng, phù hợp với đạo lý, phù hợp với các quy luật vận hành của vũ trụ, trong đó nhân quả là nền tảng. Như vậy như lý tác ý có nghĩa là trạng thái nhận thức, đánh giá, dụng tâm phù hợp với đạo, phù hợp với đạo đức, phù hợp với nhận thức và phù hợp với những gì đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ diễn ra. Ngược lại, nhận thức hay là sự dụng tâm, sự khởi tâm không phù hợp với đạo đức, nhận thức và sự tiến hóa được xem là tác ý không như lý. Trong bản kinh, Hòa Thượng Minh Châu dùng ngược lại theo cái cấu trúc chữ Hán, đó là như lý tác ý thay vì là tác ý không như lý, và ngược lại là không như lý tác ý thay vì chúng ta phải dùng là tác ý không như lý. Thì quý vị lưu ý cho cái từ này, nghĩa là trạng thái nhận thức không phù hợp với đạo gọi là không như lý tác ý, lẽ ra phải gọi là tác ý không như lý. Và ngược lại, nhận thức hay là sự dụng tâm phù hợp với đạo được gọi là như lý tác ý, thay vì phải gọi là tác ý phù hợp với chân lý. Đây là bài kinh thứ hai trong kinh Trung Bộ đề cập đến vai trò của nhận thức trong đời sống của con người, và là những bài kinh đầu tiên của kinh Trung Bộ. Điều đó cho thấy đạo Phật rất là đặt nặng về tri thức, và tri thức được xem như là cái nền tảng của con đường tu. Mà nếu tu mà không có tri thức Phật pháp đúng đắn, chúng ta có thể bỏ ra 10 năm, 20 năm, 30 năm nhưng kết quả chẳng là bao. Cho nên hai câu tiêu đề trên đây là: tu mà không học là tu mù, học mà không tu là đãi đường sách. Cái vế thứ nhất, Hòa Thượng Thích Đông Hậu đã khẳng định với chúng ta, nếu chúng ta không rõ được cái phương pháp tu mà Đức Phật đã dạy, dầu chúng ta có dấn thân vào tu tập, chẳng khác nào chúng ta đang rơi vào trạng thái là mù, không thấy đường đi, và tu như vậy sẽ không bao giờ có kết quả. Câu hỏi ở đây nêu ra đó là: Phật độc giác là Phật tự tu tự chứng thời chưa có Phật ra đời, hoặc là sau khi Đức Phật đã qua đời, và nó có mâu thuẫn gì với câu tu mà không học là tu mù hay không? Chúng tôi xin thưa là hoàn toàn không có gì là mâu thuẫn. Tất cả chúng ta đều có thể được gọi là những người độc giác, ở chỗ đó là khi chúng ta tu tập đúng phương pháp, chẳng hạn như 7 phương pháp mà Đức Phật dạy, chúng ta được xem là những người tu một mình, không có sự hiện hữu của Đức Phật, mà chỉ nương vào lời dạy của Đức Phật ở trong kinh ứng dụng. Lúc nào chúng ta ứng dụng thì lúc đó chúng ta được gọi là một vị độc giác. Lúc nào chúng ta không còn ứng dụng thì chúng ta được xem là chúng ta xa rời với bản chất độc giác của mình. Và nó rất liên hệ đến vấn đề gọi là tu và học trên tinh thần mà Đức Phật đã dạy. Cho nên hai điều này hoàn toàn không có gì là mâu thuẫn với nhau. Đối tượng thính chúng trong bài kinh này Đức Phật nói đó là người biết và người thấy. Quý vị lật trang 19 của kinh, Đức Phật nói là Như Lai trình bày 7 phương pháp tu để diệt trừ tất cả những lậu hoặc cho những người biết và thấy, chứ không phải cho những người không biết. Có nghĩa là tu theo Phật mà mình không có nhận thức đúng đắn, kết quả không có. Tu theo Phật phát xuất từ truyền thống tín ngưỡng của gia đình, có nghĩa là ăn theo, chắc chắn rằng tu sẽ không đúng.
và do đó kết quả cũng không có. Cho nên đừng tưởng rằng đạo Phật không dạy người ta cách tu, hoặc là không đặt nặng vấn đề cái tầm quan trọng của cái sự học. Về sau này chúng ta sẽ có dịp học về bảy gia tài của bậc thánh, thì một trong bảy gia tài đó là bát học đa văn, về đạo đức, về nhận thức, về thế giới quan, về nhân sinh quan, về các học thuật trong cuộc đời. Và có được cái bát học đa văn chính là cấu thành nên một trong những yếu tố để giúp cho chúng ta trở thành bậc thánh nhân. Nên tầm quan trọng của sự học và kiến thức rất là lớn ở trong đạo Phật. Và trong kinh Tạng Pali chúng ta tìm thấy ít nhất là khoảng 30 động từ đề cập đến vấn đề nhận thức. Một trong những cái động từ đó là Bodhi, Bút, có nghĩa là giác ngộ. Và giác ngộ chính là thái độ nhận thức đúng đắn. Và cũng từ chữ giác ngộ này mà chúng ta có đạo Phật, có nghĩa là đạo giác ngộ. Cũng từ động từ Bodhi này chúng ta có Đức Phật, có nghĩa là bậc giác ngộ. Hoặc là chúng ta có những động từ khác như là chánh tri, là nhận thức đúng, hay là thắng tri, nhận thức siêu việt, vân vân, nhiều lắm. Cho nên vai trò của nhận thức rất là quan trọng. Ở trong kinh Pháp Hoa, khi Đức Phật bắt đầu nói cái học thuyết là tiềm năng Phật tính có sẵn trong con người, và tiềm năng đó giúp cho chúng ta có thể trở thành một vị Phật trong tương lai nếu như sử dụng công của chúng ta đúng mức. Khi Đức Phật nói bài kinh này, 500 người đứng dậy bỏ ra về, và trong số đó có người phát biểu: Như Lai Thế Tôn lúc này già quá rồi, lẩm cẩm bảy mấy tuổi nói những chuyện mà chúng ta đã nghe cách đây mấy chục năm. Hoặc là có người cho rằng Đức Như Lai Thế Tôn nói những chuyện hoang đường, làm sao con người có thể thành được như Phật, do vậy không chấp nhận được chân lý đó. 500 người ra đi, nhưng mà Đức Phật vẫn không hề nao núng. Sau khi họ đi rồi, Đức Phật phát biểu một câu rất là nhẹ nhàng mà rất là thâm thúy: giáo pháp của Như Lai giống như là một cái cơn gió lốc, và những hạt lúa lép sẽ bay đi hết, còn lại chăng chỉ là những hạt lúa chắc. Những người có được cái nhận thức sáng suốt để tiếp nhận được cái chân lý nhiều khi rất là khô khan, nhưng mà rất cần thiết cho cuộc đời. Ở đây chúng ta thấy là khi Đức Phật nói về những cái phương pháp tu này dành cho những người gọi là thấy và biết, còn những người đến với tín ngưỡng thì có lẽ đây không phải là bài kinh dành cho họ. Hoặc là nếu họ muốn thay đổi để trở thành một người Phật tử chân chính thì phải sửa soạn cho mình một thái độ nhận thức đúng đắn để đến với đạo Phật. Bởi vì Đức Phật không muốn chúng ta đến với Ngài bằng truyền thống của gia đình: cha mẹ là Phật tử, mình phải Phật tử theo. Hoặc là trong dân gian người ta thờ Phật, đi chùa để cầu phước thì mình làm theo như vậy. Nếu làm theo như vậy thì không đúng tinh thần của Đức Phật. Và Đức Phật yêu cầu tất cả chúng ta phải tìm hiểu một cách rất là cặn kẽ trước khi quyết định chọn đạo Phật làm lý tưởng tinh thần và lý tưởng tâm linh cho cuộc sống. Chúng tôi nói thêm về hai khái niệm như lý tắc ý và không như lý tắc ý. Trong tiếng Anh, khái niệm như lý tắc ý được dịch rất là sai lầm. Có người dịch đó là fit for attention, tạm dịch trong tiếng Việt là thích hợp để chú ý. Tức là có những đối tượng thích hợp để chúng ta đặt tâm, để chúng ta hướng tâm về. Hoặc là có người dịch rằng đó là sự chú ý khôn ngoan, wise attention. Chú ý khôn ngoan là chú ý như thế nào? Nó quá mông lung, không có xác định sự khôn ngoan là gì. Cái từ thứ ba đó là sự phản ánh thông thái, wise reflection. Thì cái từ này tương đối là hay, có nghĩa là tác ý đúng với chân lý là một phản ánh của tâm đối với các cái đối tượng hay là các sự kiện diễn ra xung quanh chúng ta một cách rất là chính xác, mà ở đây dùng là thông thái.
Hoặc là cái từ dịch rational attention có nghĩa là sự chú tâm có lý trí. Cái từ này lại càng không chuẩn, mặc dù nó mang tính triết học. Ở trong triết học, những cái gì được dựa trên lý trí, dựa trên tri thức và nhận thức của con người, cái đó được gọi là những phản ánh phù hợp với chân lý. Bởi vì lý trí được xem là những phản ánh phù hợp với các sự kiện đang diễn ra xung quanh chúng ta. Mặc dù nó hay nhưng mà nó không phản ánh đúng được bản chất của cái tác ý như lý. Như lý ở đây không phải đúng như là cái điều mà chúng ta mong muốn, hay là giống như là cái lý lẽ mà chúng ta mong đợi, mà nó phản ánh đúng bản chất của các sự kiện đang diễn ra. Và được kinh này mở dấu một hoạt đơn rất là lớn, đó là những phản ánh, những nhận thức phù hợp với quy luật nhân quả, phù hợp với đạo lý tứ diệu đế, phù hợp với cái quy luật vận hành của mọi sự vật hiện tượng, đó là không thực thể, tức là vô ngã, không thường còn có nghĩa là vô thường. Và tất cả những nhận định đánh giá cho rằng con người là thường còn vĩnh viễn, hay là cái vị trí xã hội là bất biến theo kiểu chế độ giai cấp của Ấn Độ, hoặc là trong cuộc đời này có một cái định mệnh an bài, không ai có thể vùng vẫy nổi, không ai có thể cải tổ nổi, không ai có thể chuyển hóa nổi. Tất cả những quan điểm đó được xem là những cái tác ý hay là những cái nhận định sai lầm, không phù hợp với đạo lý, sự thực. Và ngược lại, cái từ không như lý tác ý trong tiếng Anh dịch cũng trật, bởi vì họ thêm cái phủ định từ trước những từ đó. Cho nên chúng ta lưu ý, nếu có đọc những tác phẩm tiếng Anh gặp những trường hợp này, mình phải hiểu rằng nó phản ánh sai. Bởi vì Phật giáo đến với thế giới phương Tây trong vòng 200 năm trở lại, và do đó những cái khái niệm thuật ngữ được sử dụng của những người nói tiếng Anh, nó còn trong quá trình lựa chọn từ ngữ. Mà rất may tại Việt Nam chúng ta ảnh hưởng cái nền văn hóa Trung Hoa đến mấy ngàn năm, cho nên những thuật ngữ của các vị tổ Trung Quốc sử dụng rất là chuẩn, và do đó chúng ta kế thừa được. Mặc dù những khái niệm này đặt trong cái bối cảnh của thời hiện đại rất là khó hiểu, bởi vì nó thuần Hán Việt, nhưng mà trong quá trình học chúng tôi sẽ cố gắng giải thích những từ ngữ đó theo một cái cụm từ, từ đó là dài. Chữ Hán có được cái lợi thế đó là ngắn gọn, tiếng Việt thì không đủ từ để diễn tả một cách xúc tích, cho nên chúng ta phải lý giải một cách là dài để có thể hiểu được cái bản chất rất là sâu sắc ở trong các thuật ngữ tiếng Pali và Sanskrit. Cái phương pháp tu thứ nhất đó là diệt trừ lậu hoặc bằng tri kiến. Khái niệm tri kiến ở trong trường hợp này không hay lắm, chúng tôi đề nghị sửa lại là bằng tuệ tri, tức là nhận thức bằng trí tuệ sáng suốt. Nhờ tuệ tri cho nên chúng ta vượt khỏi được các lậu hoặc. Còn tri kiến chỉ là kiến thức thôi, và kiến thức nó có thể đúng và có thể sai. Còn tuệ tri thì chắc chắn 100% là phải đúng. Trong tiếng Anh thường được dùng một cái từ là vision, tức là cái nhãn quan sáng suốt của chúng ta về một vấn đề nào đó. Từ này tương đối là chuẩn. Bản kinh ghi rằng hàng phàm phu do không tệ truy nên tác ý, tức là khởi tâm đến các đối tượng không cần và không nên tác ý, và không tác ý những đối tượng cần phải tác ý, cho nên khổ đau xuất hiện. Ở đây Đức Phật khẳng định với chúng ta rằng là sự có mặt của khổ đau là do vì chúng ta làm không thích hợp. Có những việc chúng ta cần phải dụng tâm phản ánh đánh giá thì chúng ta lại không. Và ngược lại, có những việc chúng ta không cần phải quan tâm đến, bận tâm đến, để ý đến thì chúng ta lao vào quá nhiều, cho nên rốt cuộc hạnh phúc cuộc đời không có. Và những đối tượng cần và không cần, nên và không nên đó như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu đi vào. Trước nhất, Đức Phật khẳng định cái tác hại
do vì không nên tác ý mà lại tác ý, không nên dụng tâm mà lại dụng tâm. Do đó ba lậu hoặc như vừa nêu chưa có mặt lại bắt đầu xuất hiện, và những lậu hoặc đã có mặt có cơ hội được tăng trưởng sinh sôi nảy nở. Về phương pháp diệt trừ thái độ này đó, chúng ta có thể rút ra trong kinh và tạm gọi là cái phương pháp chọn đài. Trên TV hàng ngày chúng ta có rất là nhiều đài, HTV1, HTV 2, 3, 4, 7, 9, rồi VTV1, 2, VTV1, 3, rồi Bình Dương 1, Bình Dương 2, Bình Dương 3, và đại khái chúng ta còn có nhiều cái đài khác. Trong một giờ như vậy, trong nước Việt Nam chúng ta phát ra rất là nhiều đài, đó là chưa nói các đài trên thế giới. Và dĩ nhiên mỗi đài như vậy nó có nhiều cái chương trình khác nhau. Có những chương trình làm cho chúng ta có được niềm vui, có những chương trình gợi chúng ta những nỗi buồn, có những chương trình làm chúng ta sống lại với một cái gì đó nó thuộc về quá khứ, và có những chương trình làm cho mình mơ tưởng về tương lai nhiều lắm. Đức Phật khẳng định cái người tu tập phải biết chọn lựa cho mình một cái đài nào đó thích hợp, tần số nào đó thích hợp, và nhờ sự thích hợp về đài và tần số này, tâm của mình được hăng quang. Có nhiều người tâm thích sự yên tĩnh mà mở những cái đài nhạc bóp, nhạc rock hay nhạc rẻ, chắc chắn rằng sẽ căng thần kinh thôi. Còn những người thích về chiến tranh hay là đấu đá mà mở ra những cái đài mà quay về phong tục tập quán hay là những cái nét đẹp về thiên nhiên môi trường, cảm thấy thế nào cũng buồn ngủ. Và nếu như duy trì trạng thái đài trong trường hợp này, tâm của chúng ta sẽ không được tốt. Cho nên Đức Phật dạy là phải biết chọn lựa cho mình cái đài nào thích hợp. Đài đây là một cái khái niệm ám chỉ cho những cái đối tượng, cái môi trường, cái hoàn cảnh, sự kiện. Cái nào nên thích hợp thì chúng ta giữ lại, còn nào không thích hợp chọn cái đài khác, để cho tâm mình không bị vướng bận, không bị khổ đau. Có nhiều người khi chúng ta gặp là chúng ta hoan hỷ liền à. Thì những người đó chúng ta nên giao du. Có nhiều người sau khi giao du chúng ta được thăng tiến, bởi vì người đó sẵn sàng rộng mở, truyền trao kiến thức, kinh nghiệm, giúp chúng ta những lời khuyên có thể cải tạo được cuộc đời. Thì như vậy đây là một cái đài rất tốt để cho mình lựa chọn. Nhưng mà cũng có những con người khi giao du tiếp xúc với họ, tâm mình không được hân hoan, lời nói mình không được tốt, và suy nghĩ của mình không được hướng thượng, và chúng ta nên lập tức tắt cái đài đó. Đức Phật nói nếu như mình không biết chọn lựa đài thích hợp cho mình trong trường hợp này, thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng đó là tác ý dụng tâm vào những thứ không nên, và không tác ý dụng tâm vào những đối tượng lẽ ra chúng ta phải làm, và do đó khổ đau bắt đầu xuất hiện. Nói một cách khác, sự dụng tâm sai lầm vào đối tượng sẽ mang lại một cái tác hại mà chính mình là nạn nhân. Đức Phật đồng thời cũng nêu ra cái tác dụng, tức là lợi ích của cái thái độ nhận thức tác ý đúng đắn. Và nhờ đó các lậu hoặc nếu chưa sanh khởi sẽ không bao giờ vĩnh viễn có mặt. Còn những cái nhận thức sai lầm hay là những hành vi xấu xa nếu đã sanh khởi thì nhờ cái tác ý đúng đắn này nó sẽ vĩnh viễn chấm dứt ở trong tương lai. Chúng tôi xin nêu ra một cái ví dụ mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương về cách thức để mà diệt trừ cái lòng tham dục của con người. Tham dục nó có thể phát xuất từ nhiều lý do khác nhau. Có người thì do ảnh hưởng của tôn giáo, có người thì do ảnh hưởng của môi trường, hoàn cảnh và sự giáo dục, và có người thì do tác động của rượu chè hay là những cái chất kích thích tố làm cho con người mất đi tự chủ. Ví dụ như trong đạo Hồi, người ta cho phép là một người nam được quyền lấy 4 vợ. Và ngược lại, nhiều chế độ đa phu ở trong quá khứ cho phép một người nữ được quyền lấy nhiều chồng. Thì vậy, do vì cái phong tục tập quán
được nâng thành chân lý quy định về hôn nhân của con người trong một bối cảnh, trong một cộng đồng nào đó, là làm cho người đó có thói quen thích hưởng thụ dục lạc đối với nhiều người khác nhau. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy là tôn giáo, cái phong tục tập quán trở thành một cái mối quy cho cái sự phát triển về dục tính của con người. Đức Phật dạy không có gì lưu luyến cho bằng, hấp dẫn cho bằng, giá trị cho bằng là lời nói, cái giọng nói của người nam đối với người nữ. Và ngược lại, không có gì chói buộc cho bằng giọng nói của người nữ đối với người nam. Nói cách khác là sự khác biệt về giới tính tạo thành một cái cục nam châm hút nhau. Hai cái khác nhau thì nó hút với nhau, sáp lại với nhau, và nó tạo thành một cái mối ăn ái giữa mình và người khác giới tính. Cho nên dẫn tới thái độ chấp thủ, bảo vệ và có thể chiếm đoạt, vân vân. Thì đó là cái lời phát biểu của Đức Phật ở trong kinh Tăng Chi Bộ, nghĩa là cũng là một trong những bài kinh thuộc về kinh Tạng Pali. Còn kinh Tứ Thập Nhị Chư Đức Phật dạy chúng ta, mặc dù đối tượng dạy trong bài kinh này đó là người tu, người tu là cái người ta gọi là người ngược đời. Cái từ đó là cái từ rất hay, mà bây giờ nhiều tu sĩ trẻ mà nghe nói rằng mấy ông thầy tu này tu cái chữ ngược đời là nghe rất là phiền não, nổi bồ đề gai lên. Nhưng mà cái từ đó là cái từ rất là độc đáo. Cuộc đời có một thói quen, đó là lớn lên là phải lập gia đình. Người nam là phải tìm đến người nữ, người nữ để tìm đến người nam. Và thiếu vắng cái đó thì người ta nói rằng cuộc đời này không còn ý nghĩa nữa. Cho nên vào chùa có nhiều Phật tử mà thấy tu sĩ và đẹp trai, gọi là đẹp gái, thì họ thường phát biểu câu: trời ơi tu uổng quá. Lẽ ra người ta phải mừng, trời ơi tu như vậy là sướng quá, mà người ta nói là tu uổng quá. Có nghĩa là người ta tưởng rằng những cái lạc thú thông thường đó là giá trị số một trong cuộc đời, nhưng mà thực ra nó còn có nhiều giá trị cao hơn. Thì Đức Phật dạy một người nam khi mà nhìn thấy những người nữ thì thường sanh lòng ham muốn. Vì dĩ nhiên đầu tiên cái ham muốn đó nó bắt nguồn từ cái nét đẹp về cái thể hình. Cái gương mặt đó có đẹp hay không, lời nói đó có duyên dáng hay không, cái tướng đi đó có dịu dàng, tha thước hay không, vân vân. Thì tất cả những thứ này nó làm cho người ta có một sự quyến luyến, và từ cái quyến luyến đó dẫn đến cái lòng yêu thương. Cho nên Đức Phật dạy là khi gặp người nữ mà nếu họ lớn tuổi thì xem họ như là mẹ, nhỏ hơn chút xíu xem như cô, còn hơi lớn lớn là xem như chị, còn nhỏ hơn thì xem như em gái của mình. Rõ ràng trong cái nền văn hóa của nhân loại, người ta không thể nào chấp nhận cái tình trạng là loạn lưng, tức là lấy nhau trong một cái huyết thống gia đình đó mà. Thương những người thuộc huyết thống người ta không chấp nhận được. Cho nên đây là một cách thức mà Đức Phật dạy để chi, để chúng ta giảm bớt lại cái lòng tham dục. Và nếu áp dụng cái phương pháp này cho những người thuộc về tại gia đó rất là hay. Cái chế độ mà Đức Phật dạy về hôn nhân đó là một vợ một chồng. Thì dĩ nhiên khi chúng ta thương một người nào đó, xem người đó là vợ hay là chồng đó, thì nó có những cái lưu luyến ban đầu. Cái thở ban đầu lưu luyến ấy nghìn năm hồ dễ mấy hay quên, nhưng mà có nhiều người nhớ không nổi. 3 năm đầu thì tình yêu nó rất là đùm thắm phải không ạ? Nhưng mà đến mấy năm sau bắt đầu nó phai nhạt từ từ, khi mà người đó phải tiếp xúc với nhiều đối tượng trong xã hội, rồi phát hiện rằng cái người vợ của mình hay người chồng của mình nó không đẹp, không xinh, không duyên, không có thông thái hay là không có linh hoạt như là những người khác mà mình tiếp xúc ở trong công xưởng, thì lúc bấy giờ cái thở lưu luyến ấy nó bị lung lại. Và có nhiều người chán cho nên mới tìm đến người khác. Và do đó Đức Phật nói là để trừ diệt cái lòng ham muốn này thì tất cả người nam và người nữ phải lưu ý 2 điểm. Thứ nhất Đức Phật dạy đó là đừng bao giờ để ý tướng chung. Đây là cái khái niệm mà Đức Phật đã dùng. Và cũng đừng bao giờ để ý đến cái tướng riêng. Tướng chung có thể nói là cái vóc phán của một người nào đó, một dân tộc nào đó. Ví dụ
Người Việt Nam là da vàng mũi tẹt, thấp thấp. Còn người phương Tây là phải da trắng, tóc vàng, mắt xanh, mũi cao, mặt thỏn, tướng phải là thước 8, thước 9. Đó là tướng chung của một dân tộc. Trong mỗi dân tộc như vậy, mỗi con người cấu thành dân tộc đó lại có những cái tướng chung riêng. Ví dụ người thì mập, người thì ốm, người thì cao, người thì bé, vân vân, thì đó là những cái tướng chung của một con người. Đức Phật nói đừng để ý những cái đó. Để ý riết đó, dù cái đó có xấu cũng thành đẹp. Cái những cái tình cảm nó phát sinh ở trong xã hội đó, dẫn đến yêu thương đó, là thường do vì người ta có cái môi trường tiếp xúc nhau nhiều quá. Trong công xưởng, một ông giám đốc với một cô thư ký mà làm việc lâu năm với nhau thì những cái lời nói, những cái giọng nói, những cái cử chỉ hay là cái tấm lòng hay là cái trách nhiệm, thì tất cả những thứ này Đức Phật nói là cái tướng riêng, những cái biểu riêng tạo thành cái nhân cách, tạo thành cái cá biệt của người đó, làm cho người ta dễ dàng quyến luyến. Cho nên cái tình cảm phát sinh trong trường hợp này nó nhiều hơn là tình cảm của cái trường hợp phát sinh từ cái tướng chung. Có nhiều người là không bao giờ thích người cao, nhất là người thấp, người đâu thích người cao không? Không có tương xứng. Và ngược lại, người cao không bao giờ thích người thấp. Cho nên dựa vào tướng chung nó, cái tình cảm nó khó phát sinh được. Có nhiều người chỉ thích cái người ốm, tha thước, còn mà mập một chút xíu rồi xem là không đẹp rồi, không đặt lòng yêu thương được. Nhưng mà những cái tiếng riêng á, cái lời nói, mũi dọc dừa, mắt bồ câu, cái má núng đồng tiền, răng khểnh, hoặc là cái môi son vân vân, thì tất cả những cái đó là những cái tướng riêng mà làm cho con người dễ dàng bị xúc động, lưu luyến, dẫn đến tình ái. Cho nên Đức Phật dạy là tất cả mọi người nam và người nữ không nên đặt nặng về cái tướng chung cũng như tướng riêng của những người khác phái ngoài vợ chồng của mình.